các em đến với lớp học kết nối tri thức. Cái mà, mỗi con người chúng ta luôn được lớn lên từ những khúc hát ru của mẹ. Khúc hát ru chứa đựng bao nhiêu tình cảm mà người mẹ dành cho con. Hôm nay, thầy mời các em đến với văn bản khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để cảm nhận được tình cảm yêu thương của người mẹ tà ôi dành cho con. Và đây là văn bản hướng dẫn tự học thầy mời các em cùng nhau xác định mục tiêu của bài học này. Các em sẽ đọc văn bản để có thể nhận biết được những đặc trưng cơ bản của thơ, đồng thời cảm nhận được tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ tà ôi dành cho con. Nội dung phần hướng dẫn tự học hôm nay sẽ gồm có 3 phần như thường lệ. Sau đây, thầy mời các em đến với bước đầu tiên, chuẩn bị đọc. Các em sẽ dựa vào chú thích sách giáo khoa, Tìm hiểu cho thầy những thông tin cơ bản về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và thông tin về tác phẩm của ông. Bên cạnh đó, hãy suy nghĩ cho thầy vấn đề sau. Hãy thử hình dung về hình ảnh của những đứa trẻ lớn trên lưng mẹ sẽ ra sao. Các em hãy thử tưởng tượng về hình ảnh này để chúng ta có thể thâm nhập vào được nội dung văn bản hiệu quả hơn. Sau đây thầy mời các em đến với phần tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. Khi đọc thơ, các em cần xác định được giọng đọc phù hợp để có thể cảm nhận được mạch cảm xúc của cả bài. Các em chú ý, giọng đọc bài thơ này cần nhẹ nhàng, tha thiết, ngọt ngào để thể hiện được tình yêu thương và khát vọng của người mẹ. Trong quá trình đọc, các em nên trả lời cho thầy hai câu hỏi suy luận sau đây. Em hiểu gì về hình ảnh thơ? Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Và Chúng ta chú ý, việc lặp đi lặp lại các câu thơ trong bài có tác dụng gì trong việc tạo nhịp điệu và thể hiện tình cảm của người mẹ? Đó là những gợi ý để giúp cho các em thâm nhập trọn vẹn hơn vào nội dung bài thơ. Sau đây để kiểm tra lại kết quả của việc đọc, thầy mời các em đến với phần 3 suy ngẫm và phản hồi. Ở nội dung phần này, các em chú ý cho thầy 3 yêu cầu sau đây. Hình ảnh người mẹ tà ôi được miêu tả qua những công việc và hoàn cảnh nào hãy chỉ ra những ước vọng của người mẹ qua ba khúc hát ru. Từ đó, nêu cảm nhận về hình ảnh người mẹ tà ôi. Và đây là những gợi ý của thầy về những yêu cầu. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hình ảnh người mẹ tà ôi được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm miêu tả thông qua việc mẹ điệu con, mẹ giả gạo, mẹ nuôi bộ đội, mẹ tỉa bắp trên núi ca lươi, mẹ chuyển láng, mẹ đi đạp rừng, Tất cả những hình ảnh này gợi cho chúng ta nhận thấy được Người mẹ đang tham gia vào cuộc kháng chiến Với những công việc vô cùng vất vả, nặng nhọc Và đặc biệt, qua những khúc hát ru Chúng ta nhận ra được ước vọng của người mẹ tà ôi dành cho con Mơ hạt gạo trấn ngận Vung chày luống sân Mơ hạt bắp lên đều Phát mười ca lươi Tất cả những ước mơ ấy thể hiện được mong muốn của người mẹ mong cho con sau này lớn lên, khỏe mạnh, với sức vóc phi thường. Và khép lại bài thơ là khúc hát ru với mong muốn con mơ cho mẹ được thấy bác hồ. Mẹ mong muốn con sau này làm người tự do. Đó là ước muốn mong cho con trở thành một công dân của một đất nước tự do, độc lập. Để rồi từ chính những ước vọng của người mẹ tà ôi ấy, chúng ta có thể cảm nhận được hình ảnh người mẹ trong văn bản này hình ảnh người mẹ tà ôi bền bỉ quyết tâm trong công việc trong lao động trong chiến đấu người mẹ yêu thương con thấm thiết yêu buôn làng yêu quê hương và đặc biệt là niềm tin mà người mẹ dành cho cách mạng với một khao khát mong muốn đất nước được tự do độc lập và đây cũng là nội dung khép lại phần hướng dẫn tự học của văn bản này các em chú ý đọc lại bài thơ thật nhiều lần và trả lời cho thầy những câu hỏi ở phần suy ngẫm và phản hồi các em nhé. Tiếp nối tiết học ngày hôm nay, thầy mời các em đến với bài thơ bếp lửa của bằng việt để cảm nhận về tình cảm của người cháu dành cho bà. Tình cảm ấy thật tha thiết, thật thiêng liêng các em à. Chúng ta cùng nhau xác định mục tiêu của tiết học hôm nay. Có hai mục tiêu cho bài thơ này. Trước tiên các em cần cảm nhận được tình cảm chân thành của nhân vật trữ tình là người cháu và hình ảnh người bà giàu tình yêu thương cho gia đình mục tiêu thứ hai chúng ta cùng nhau nhận thấy nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp với tả tự sự và bình luận của nhà thơ sau đây thầy mời các em đến với tiến trình của bài học hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần một hình thành chi thức ở nội dung này thầy sẽ cung cấp cho các em những thông tin về chi thức thể loại tác giả tác phẩm chúng ta cùng nhau điểm qua về đặc trưng thể loại. Các em lưu ý, thơ chỉ bật ra khi cảm xúc thật mãnh liệt. Và khi tìm hiểu một bài thơ, các em cần cảm nhận được tâm trạng cảm xúc ấy của nhà thơ. Những điều đó được thể hiện qua ngôn từ, giàu hình ảnh và hàm xúc cùng với nhịp điệu của thơ. Đấy cũng là những nội dung mà thầy đã hướng dẫn với các em ở những tiết học trước chúng ta cùng nhau đến với những thông tin về tác giả Bằng Việt. Bằng Việt tên thật là Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941, quê ở Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông thuộc thế hệ nhà thơ trẻ trưởng thành trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ và từng làm chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Nhắc về thơ của Bằng Việt, chúng ta sẽ có thể cảm nhận như sau. Thơ ông trong trẻo, mượt mà, thường khai thác những kỷ niệm và ước mơ của tuổi trẻ. Và sau đây, thầy mời các em đến với những thông tin về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Bài thơ được ông viết vào năm 1963, khi ông đang là sinh viên theo học ở Liên Xô. Và bài thơ ấy được in trong tập Hương Cây Bếp Lửa cùng với nhà thơ Lưu Quang Vũ đây là một trong những bài thơ đầu tay của bằng Việt. Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài thơ bằng Việt đã từng viết. Những năm đầu theo học luật tại đây, tôi nhớ nhà kinh khủng. Tháng 9, ở bên đó, trời xe xe lạnh. Buổi sáng sớm, sương khói thường bay mờ mờ trên mặt đất. Ngoài cửa sổ, trên các vòm cây, gợi nhớ cảnh mùa đông ở quê nhà. Mỗi buổi sớm dậy đi học, Tôi hay nhớ đến khung cảnh của một bếp lửa thân quen, nhớ lại hình ảnh bà nội lụi cụi dậy sớm nấu nồi xôi, luộc củ khoai, củ sắn cho gia đình. Từ lời chia sẻ ấy, ta chợt nhận ra bài thơ bếp lửa được ông viết ra trong tình yêu, trong nỗi nhớ như thế với người bà. Và để việc đọc văn bản có hiệu quả hơn, thầy sẽ hướng dẫn các em một số kỹ năng khi đọc bài thơ và kèm theo là những gợi ý về bố cục của bài thơ. Chúng ta đến với kỹ năng đọc. Các em hãy lựa chọn cách đọc chậm, nhẹ nhàng, tha thiết để thể hiện được tình cảm của nhân vật trữ tình trong thơ. Và đây sẽ là phần gợi ý đọc mẫu của thầy. Mời các em cùng lắng nghe. Một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Lên bốn tuổi, cháu đã quen mùi khói. Năm ấy là năm đổi mòn đổi mỏi bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy chỉ nhớ khối huôn nhèm mắt cháu nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay và thầy hy vọng với dòng đọc nhẹ nhàng ấy sẽ giúp các em hòa nhịp với cảm xúc của tác giả một cách dễ hơn và đây sẽ là những gợi ý của thầy về bố cục của bài thơ chúng ta thấy bài thơ có thể chia thành bốn phần ba dòng thơ đầu tiên sẽ là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn nỗi nhớ bốn khổ thơ tiếp theo sẽ là hồi tưởng về những kỷ niệm tuổi thơ khi người cháu được sống bên cạnh bà và bếp lửa khổ thứ sáu sẽ là sự suy ngẫm của cháu về cuộc đời bà và giá trị khổ sáu là sự suy ngẫm của cháu về cuộc đời của bà và giá trị của bếp lửa khổ cuối cùng là lời nhắc nhở chính mình của người cháu để từ đó chúng ta nhận ra mạch cảm xúc của bài thơ được đi từ hồi tưởng đến hiện tại từ những kỷ niệm đến những suy ngẫm. Hiểu được mạch cảm xúc này, thầy hy vọng các em sẽ hiểu được những tình cảm mà tác giả thể hiện trong bài thơ. Với những chi thức về đọc hiểu và hướng dẫn cách đọc, thầy hy vọng đó sẽ là những công cụ để giúp cho các em hiểu được nội dung văn bản. Sau đây, thầy mời các em đến với nội dung văn bản này gồm 4 phần. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hình ảnh bếp lửa khơi nguồn nỗi nhớ qua khổ thơ đầu tiên. Các em hãy chú ý cho thầy. Điệp ngữ một bếp lửa, một bếp lửa. Từ lái gợi hình, trờn vờn, ấp yêu. Và câu thơ trực tiếp bộc lộ cảm xúc của người cháu. Chúng ta thấy, với điệp ngữ một bếp lửa như thể muốn nhấn mạnh với chúng ta hình ảnh bếp lửa thân quen nơi xó bếp ấy đã trở thành một kiếp không thể nào quên trong tâm trí của cháu nếu như từ lái chờn vờn gợi lên hình ảnh ngọn lửa đang được nhen lên trên bếp mỗi sáng thì từ lái ấp yêu lại gợi tả đôi bàn tay khéo léo của người bà đang che chắn để nhóm lên ngọn lửa ấy và nhắc đến đây gắn liền với bếp lửa ấy là hình ảnh người bà nhớ về bà người cháu không thể nào kìm được cảm xúc cháu thương bà biết mấy nắng mưa cảm xúc ấy chân thành tha thiết quá các em ạ à. và đó là nội dung của ba dòng thơ đầu tiên hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc về bà và những ký ức của tuổi thơ sau đây thầy mời các em đến với những kỷ niệm tuổi thơ của người cháu chúng ta cùng nhau điểm qua những sự việc những cột mốc trong tuổi thơ của cháu. Năm lên bốn tuổi, tám năm sống bên cạnh bà và năm giặc càng quét vào làng. Ở phần này, các em hãy chú ý mạch tự sự của cả bài. Và ở từng mốc thời gian như thế, hãy tìm những chi tiết giúp làm nổi bật những ký ức của người cháu khi được sống bên cạnh bà và bếp lửa. Từ đó, hãy nhận xét về ý nghĩa của những năm tháng ấy đối với cháu. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung đầu tiên, năm lên 4 tuổi. Ký ức năm lên 4 tuổi này được mở ra với các chi tiết đổi mòn, đổi mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Và bên cạnh đó là những hình ảnh về bà với bếp lửa, khỏi hun nhèm mắt cháu, sống mũi còn cay. Chi tiết thơ đối mòn đổi mỏi đã giúp chúng ta nhận ra sự ám ảnh kinh hoàng của nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu đồng bào của miền Bắc. Nạn đói ấy khiến cho cả xã hội phải đau thương và hoàn cảnh của gia đình người cháu cũng rơi vào khó khăn. Với hình ảnh người bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Thế nhưng, khép lại những ám ảnh kinh hoàng của nạn đói trong tâm trí của cháu, khi nhớ về khoảng thời gian này, vẫn không thể nào quên được mùi khói cây nồng trên bếp của bà. Thế nên giờ đây, khi nghĩ lại những điều đó, chúng ta nhận ra, mùi khói ấy đã vương vấn mãi trong tâm trí của cháu, mùi khói ấy chẳng hề tiêu tan được và mùi khói ấy giờ đây đã làm trỗi dậy những cảm xúc trong lòng cháu, cái cây nồng đấy là sự cây nồng của mùi khói quá khứ hay sự cây nồng trong cảm xúc hiện tại khi bùi ngùi nhớ lại những năm tháng xa xưa. Tiếp nối với mạch thơ, thầy mời các em đến với khoảng thời gian 8 năm rồng cháu sống cùng bà. Hoàn cảnh giờ đây gia đình chỉ còn lại hai bà cháu. Khi bố mẹ công tác bận không về. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, chúng ta nhận ra cháu không hề cảm thấy cô đơn không hề cảm thấy lẻ loi bởi bên cạnh cháu là bà bà nhóm bếp bà kể chuyện bà bảo cháu nghe bà dạy cháu làm bà chăm cháu học đang sen với mạch thơ nhớ về bà lại là ký ức về tiếng chim tu hú tiếng chim tu hú văng vẳng từ cánh đồng xa tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà kêu chi hoài trên những cánh đồng xa chia sẻ về tiếng chim tu hú ấy bằng việc đã từng viết tôi chẳng nhớ gì ngoài tiếng hú còi tàu và tiếng chim tu hú kêu khắc khoải rồi lại cũng tiếng chim tu hú ấy vẫn kêu suốt những mùa vải chính dọc triền sông và bờ đê của cả vùng quê tôi tiếng chim tu hú cô đơn lẻ loi văng vẳng từ cánh đồng xa nhà thơ càng thương con chim tu hú bao nhiêu càng thương hoàn cảnh cô đơn của nó người cháu lại càng biết ơn bà trong những năm tháng ấy điều động lại ở cột mốc tám năm rồng này chính là hình ảnh bà cháu luôn quấn quýt cùng nhau cháu được lớn lên trong tình yêu thương sự săn sóc bảo vệ và tình bà vô cùng ấm áp để rồi từ chính sự săn sóc đó sự yêu thương đó đã khỏa lấp đi những khoảng trống trong lòng cháu khi mẹ cùng cha công tác bận không về Khép lại, những năm tháng tuổi thơ ấy là những ký ức vô cùng đau thương khi cảnh giặc càng quét vào làng. Thầy mời các em cùng đến với nội dung tiếp theo. Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi. Ngọn lửa của quân thù đã thiêu rụi tất cả. Cảnh mọi người nhà cửa tan hoang, dáng vẻ mọi người trở về lầm than thật đáng thương các em ạ. À nhưng trong những năm tháng đó trong những phút giây như thế điều mà cháu vẫn không thể nào quên được bà chính là lời nói của bà dặn dò vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh bố chiến khu bố còn việc bố mày có viết thư chớ kể này kể nọ cứ bảo nhà vẫn được bình yên lời nói của bà mộc mạc chân chất quá nhưng lời nói đó lại cho chúng ta nhận ra hình ảnh người bà trở thành một bức tượng đài sừng sững vững vàng che chở cho cháu và là điểm tựa cho con nơi tiền tuyến từ đó ta thấy bà quả thật là một người mạnh mẽ bản lĩnh và giàu đức hy sinh hình ảnh người bà trong tâm trí của cháu đã cho chúng ta nhận ra rất rõ đấy là vẻ đẹp của người mẹ việt nam anh hùng những người phụ nữ việt nam anh hùng ấy đã được bác hồ dành tặng tám chữ vàng anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và tám chữ vàng ấy thật sự rất xứng đáng với người bà trong tâm trí của bằng Việt. Ngọn lửa của quân thù có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Thế nhưng, đối lập với ngọn lửa ấy là ngọn lửa trong lòng bà luôn được nhen lên. Rồi sớm, rồi chiều lại bếp lửa bà nhen, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng kem hãy chú ý cho thầy hình ảnh bếp lửa cụ thể ấy giờ đây đã hóa thành một hình ảnh ngọn lửa đầy sức biểu tượng ngọn lửa ấy là tượng trưng cho sức sống cho tình yêu cho niềm tin bất diệt của bà những gì bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của quân thù lại được hồi sinh trong ngọn lửa của lòng bà bà đã nhóm lên cho cháu ngọn lửa ấy trong những năm tháng của tuổi thơ sau đây chúng ta cùng nhau nhìn lại về dòng hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ sống bên cạnh bà và bếp lửa. Bốn khổ thơ ấy là sự đan xen giữa tự sự và trữ tình, như thể đã gói chọn từng kỷ niệm trong tâm tình sâu nặng. Năm tháng tuổi thơ tưởng chừng như cơ cực ấy hóa ra lại hạnh phúc êm đềm vô cùng của người cháu, bởi vì đó là những năm tháng cháu được sống bên cạnh bà trong tình yêu thương, sự che chở, bảo bọc của người bà. Hiểu được những điều đó. Cảm nhận được những tháng ngày hạnh phúc như thế, người cháu đã chia sẻ những lời suy ngẫm của mình về cuộc đời của bà và về ý nghĩa của bếp lửa đối với chính mình. Thầy mời các em đến với nội dung tiếp theo, suy ngẫm về cuộc đời bà và bếp lửa. Các em hãy cùng thầy đọc lại những vần thơ sau thể hiện sự suy ngẫm của người cháu về cuộc đời bà. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm. Suy ngẫm về cuộc đời bà, nhà thơ thể hiện qua những chi tiết như sau. Lận đận, nắng mưa, mấy chục năm, đến tận bây giờ, thói quen dậy sớm, thói quen nhóm bếp vậy chúng ta thấy thời gian vẫn cứ lặp đi lặp lại bất kể ngày mưa ngày nắng bà vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm để nhóm bếp để lo cho gia đình luộc củ khoai củ sắn cho gia đình đấy là sự thầm lặng của người bà và chính sự thầm lặng đó giúp chúng ta nhận ra được hình ảnh người bà thật tần tạo và giàu đức hy sinh cho gia đình càng hiểu về bà người cháu lại càng cảm nhận được những giá trị được nhóm lên từ bếp lửa thân thuộc của bà. Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi soi gạo mới sẽ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Các em hãy chú ý cho thầy điệp ngữ nhóm, kèm với đó là những hình ảnh liệt kê, nhóm niềm yêu thương, nhóm nồi soi gạo, nhóm dậy cả những tâm tình và đặc biệt là hai từ ngữ kỳ lạ thiêng liêng. Chúng ta thấy qua những chi tiết ấy, hình ảnh bếp lửa đơn sơ mộc mạc nơi xó bếp ấy lại trở nên thiêng liêng, kỳ diệu vô cùng với cuộc đời của cháu, bởi vì nơi bếp lửa đã nhóm lên cho cháu biết bao nhiêu bài học đáng quý trong đời, nhóm lên cho cháu biết bao nhiêu tình yêu thương, tình yêu gia đình, tình làng nghĩa sớm. Và cả những ước mơ tuổi thơ được chấp cánh bay xa, từ những câu chuyện bà kể qua việc nhóm bếp và hiểu được giá trị của bếp lửa nhà thơ đột nhiên thốt lên ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa bếp lửa kỳ lạ thật các em thiêng liêng thật các em bởi vì hình ảnh bếp lửa đó không chỉ nhóm lên cho cháu rất nhiều bài học đáng quý mà bếp lửa lại gắn liền với cuộc đời bà gắn liền với sự ấm áp của tình bà dành cho cháu con cảm nhận được những giá trị của bếp lửa cảm nhận được những lời dạy của bà thông qua việc nhóm bếp và cảm nhận được tình yêu mà bà dành cho cháu trong những năm tháng ấy của tuổi thơ để rồi giờ đây người cháu thầm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng những kỷ niệm thân thuộc được sống bên cạnh bà và bếp lửa trong tuổi thơ như thế sau sự suy ngẫm ấy chúng ta thấy mạch thơ lại mở ra hoàn cảnh của hiện tại. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã, nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Khổ thơ cuối cùng này dường như là lời nhắc nhở, là tiếng vọng ngân theo năm tháng trong lòng cháu. Chúng ta chú ý cho thầy những chi tiết liệt kê. Có ngọn khói trăm tàu có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã. Tất cả những chi tiết liệt kê này cho chúng ta nhận ra cuộc sống của cháu giờ đây đã bước sang một trang mới, khép lại những năm tháng cơ cực của tuổi thơ. Nhưng dẫu có hạnh phúc, Dẫu có tươi vui trong cuộc sống mới thì cháu vẫn không thể nào quên được những ký ức của tuổi thơ, nhất là những năm tháng được sống bên cạnh bà. Đó là lý do chúng ta thấy khép lại bài thơ là một câu hỏi tu từ vẫn cứ bủa vây trong tâm trí của cháu theo năm tháng câu hỏi ấy để cho chúng ta nhận ra người cháu không bao giờ có thể quên được bếp lửa bởi vì đó là cội nguồn đó là quê hương của mình và nơi bếp lửa ấy gắn liền với cuộc đời của người bà ngọn lửa trong lòng bà giờ đây đã được truyền sang cháu và ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi truyền đời bất diệt trong cháu. Nội dung khi nãy cũng đã khép lại những chi thức ở phần 1 mà thầy muốn gửi đến cho các em. Sau đây thầy mời các em đến với phần 2 tổng kết. Các em hãy chú ý cho thầy về nghệ thuật của bài thơ. Bài thơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và bình luận. Nhà thơ thành công trong việc sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà làm điểm tựa để khơi nguồn cho mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc. Từ nghệ thuật ấy, chúng ta nhận ra nội dung của văn bản như sau. Qua dòng hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu, bài thơ gợi ra những kỷ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu và biết ơn của cháu với bà, và cũng là tình yêu đối với quê hương, với đất nước kem ạ. À. Và để khép lại bài học hôm nay, thầy gửi đến các em một lời chia sẻ của tiến sĩ Chu Văn Sơn trong bài Bếp lửa của tình đời. Giọng kể và bọc bạch cứ tràn ra, cứ dâng lên mỗi lúc một nồng nàn ấm nóng. Đâu phải ngẫu nhiên bài thơ bắt đầu bằng một đoạn ba câu, rồi càng những đoạn sau, số câu trong từng đoạn cứ nhiều lên mãi. Khi số lượng không nhiều, thì giọng thơ lại như cuồn cuộn lên lối trùng điệp được sử dụng hết sức biến hóa những kiểu câu lặp lại những vế câu lấy lại những lời nhấn nhá thật nhiều tất cả phối hợp với nhau tạo nên sự dạt dào xáo động của tâm tình tất cả góp mình tạo nên cái nhịp chờn vờn bập bùng dai dẳng của ngọn lửa quả thật thế các em ạ à. khép lại bài thơ bếp lửa này ta cảm thấy tình cảm dạt dào của người cháu dành cho bà đó là những gì còn động lại trong dư âm của người đọc chúng ta và để bài học trọn vẹn hơn thầy gửi đến các em một nhiệm vụ ở phần luyện tập nếu thiếu đi một tình cảm sâu nặng thì các sự việc thời thơ ấu gian khổ có được tái hiện kỹ đến mấy cũng khó mà thành thơ qua lời nhận định trên các em hãy chọn một sự việc bất kỳ trong tuổi thơ của người cháu để làm rõ lời nhận định ấy và trình bày bằng một đoạn văn ngắn cho thầy nhiệm vụ này cũng đã khép lại văn bản hôm nay thầy chúc các em hoàn thành được nhiệm vụ và hẹn gặp các em ở những tiết học sau chào các em